Mời anh em nha. Bỏ đít nó đi. Đấy. Anh em thấy không? Em lại thích ăn bỏ đít con heo này cơ. À. Đấy. Ôi trời ơi, bao mùi. Vâng, với lại là cái quả đao pháp của em là ngày nó là thượng thừa. Bố trí ngay như ba chỉ nha. Đấy. Cầm như này khịch luôn. Thử miếng thế nào, chấm chấm chéo. Xem nó có ngọt không? Đấy, ừ. Anh, không, anh yên tâm, đây, nó nghe rồi. Úi trời ơi. Ngập mồm. Đấy, chấm chấm chéo này. Đó. Ngon lắm luôn em. Chủ tịch thứ 5, tất cả khách hàng đến với nhà hàng Sapa TV này được miễn phí bia và đồ uống. Bia... bia Campbell, bia Chita và đồ uống. À. Nước ngọt. Đó là... anh đây là... Nhưng mà nói ra là mai không nói lại ở đâu ấy. Nói chuẩn luôn. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video rất thân thiện kênh Sapa TV. Hôm qua thì anh Hải là tính được về rồi. Nhưng mà hôm nay là anh Hải bảo là ta từ trước đến nay ấy, là lên Sapa là thời tiết là toàn bị mù thôi. Chưa một lần lên đỉnh thì sáng nay anh em mình có lên đỉnh. Đấy, mình lên đỉnh nhưng mà thời tiết là cực kỳ là đẹp, đúng không anh? Đấy, anh là toàn nguyện chưa? Toàn nguyện rồi đúng không? Đấy, hôm nay là anh em mình làm mở một đại tiệc đón tiếp em Lily Chen ở nhà hàng. Đấy. Cơ bản là tháp tùng cho em Lily Chen. Lên đưa em lên đỉnh. Hôm nay là em có photo rapper là rất là VIP đấy. Thế à. Ok. Ok, rồi bây giờ thì mời cả nhà vào đây để thưởng thức bữa trưa. Dạ. Bây giờ thế này. Sáng là em cử anh đưa Lily Chen lên đỉnh rồi. Rồi. Thì bây giờ anh về anh bàn giao lại nguyên bản nhá. Nguyên bản à? Bàn giao lại nguyên bản. Ok. Rồi. Nhà mình thì có hai cái nhà hàng, một cái ở 442 Điện Biên Phủ, hai là 019 Hoàng Văn Thụ. Thì nếu mà các bạn đi đường Thạch Sơn ra đây ấy, thì nó mặt đường Thạch Sơn thì cũng rất là dễ tìm luôn. Đấy, mời anh em vào đây. Hello. Chúc cả nhà ngon miệng nhá. Đấy. Cách trên này là đặt hết trên rồi đấy. Em vâng. Được lên đỉnh là em thích. Tí nữa là hả? Cái gì? Em được cái đỉnh em thích. À. Tao lại cho em Hải cái đấy. Rồi. Đấy. Đây mời anh em vào đây. Anh nói là ăn bữa cơm cuối cùng. Mời cả nhà vào đây nhá. Mời anh chị. Đâu rồi? Bố mẹ. Đấy anh em ở nhà chuẩn bị đạm bạc thôi. Em cứ ngồi kế bên hai anh Hải là em thích. Rồi đây để chủ tịch ngồi đây. Anh Hải ngồi đây, đẹp luôn. Đấy, mời cô chú ngồi đi. Quan sát vào đây luôn. Ok. Đấy, hôm nay là có... Anh bỏ đít nó đi, anh. Hả? Bỏ đít nó. Mày giao sắc chưa? Rồi, đấy. Đấy. Bỏ đít nó. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, đấy. Thôi nhưng mà hôm nay thủ tục nó phải đàng hoàng. Danh của anh phải chấm chéo. Làm tí chấm chéo. Rồi ok, nhất định rồi. Pha thử xem nào. Đấy. Chấm chéo Sapa TV thì vẫn là bán 100.000 một lọ nha các bạn nhé. Nếu mà các bạn mua 3 lọ thì bên mình sẽ tặng một lọ. Đấy. Rất do ban luôn vì là nhân dịp có em Lily Chan với cả anh Hải lên chơi. Ok. Đấy. Vâng. Okay, đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn đấy. Sắp tới là mình sẽ có một cái gọi là siêu live stream anh ạ. Đấy. Đây này, cái màu của nó tươi hơn. Ừ. Thế thôi đấy, cay lắm. Thêm tí nữa đi anh cho nó. Không, cái này không cay đâu anh ạ. Rồi không. Hết đi. Em đến đây em là người. Rồi ok. Hôm nay anh em đưa nhau lên đỉnh gớm, hôm nay về lại tình cảm thế nhỉ. Thôi anh ạ. Ừ. Sao lại về này còn bảo là phải ăn thật cay lên mới chứ. Cay, cay đi chị ạ, cho nó ấm. Cây cú, lên trên đấy hơi lạnh anh. Báo cáo với em Tuyền này. Hôm nay là anh Hải thì gạt ra em Hải thì rằm là để phục vụ bà hai Hải. Hai Hải. Đấy, cho nên là rất là ngon đấy. Cái này là hơi bị đặc biệt đấy. Anh làm cái to
Cái này là phải chờ một chút nó ngấm gia vị thì nó mới ngon. Nhưng mà hai anh em mình công nhận là khéo tay hè nàng. Và nhịp nhàng các nhỉ? Nhịp nhàng. Ra vào chứ gọi là tít tà lò. Thôi để cho nó ngấm đã chứ gì em. Sắp tới là Hải sẽ có kế hoạch là đi xuyên Đông Dương. Đấy, là các nước Đông Nam Á thì anh em nào mà yêu quý anh Hải Camel, yêu quý anh Hải Dâu, muốn anh Hải Dâu trải nghiệm đi chơi cùng thì anh em hãy comment nhiệt tình nha. Đấy. Okay. Muốn em Lily Chen đi cùng thì hãy comment luôn. Đấy, muốn Minh AQ đi cùng là comment luôn. Đấy, ok chưa? 1000 chuyến xe này là em được đi người. Chuyến xe này là anh em mình là sẽ là một chuyến xe có rất nhiều những cái hot hot girl, hot YouTuber, hot TikToker. Tức là 1000 comment mới được tính hay sao? Cho anh em luôn. Cho anh em. Nào anh em mình em muốn chia ta và cả này luôn nhé. Lăng ly lên thôi thì đây anh cạnh đây nha. À kinh nghe có một cái như thế này ga lăng đấy. Anh cạnh cho Tuyên gái không cái này anh để em cái này em cạnh được. Cái này là có vật đấy. Cho anh xin Hải đứng lên một tí. Dạ vâng mà. Cho anh có ý kiến. Thôi tất cả đứng hết đi. Không, cho anh ý kiến thôi. Mình để ý kiến cho nó trịnh trọng. Rồi. Một sự cảm ơn vợ chồng em đã tiếp đón bọn anh. Một là em đã làm sinh nhật cho em Phan Diễm rồi này. Rồi được ăn uống rồi này. Hôm nay là đón Lily Chem này. Và anh bàn giao lại Lily Chem lại cho em này. Vâng. Và anh xin cảm ơn vợ chồng em. Cảm ơn anh Hải sáng nay đã đưa em nó lên đỉnh chú đáo. Thế lên tận đỉnh không? Lên đỉnh luôn không? Lên đỉnh hẳn luôn thì. Nhưng mà em thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Tốt lắm. Okay. Tốt lắm à? Anh cũng sau bữa cơm này. Nào anh em mình đứng dậy nào. Làm một cái. Okay. Một. Khoan. Anh sẽ hô 1, 2, 3 Saba TV thì mọi người hô máy đỉnh cho anh. Rồi, ok. Yeah. Anh em ơi! Ơi! Saba TV! Máy đỉnh! Ok. Camel! Máy đỉnh! Chita, Mai Đi, Lily Chen, Mai Đi, Minh A Quy, nhất định. Ok. Mạc. Đúng tầm mày mát nha. Anh ơi, anh chia chẩm đây, chéo cho em ấy. Để lấy chẩm chéo cho mọi người nhá. Em ơi, dạ. Bây giờ em múc của anh hứng. À thôi được rồi. Đóng cái này em cứ đây để anh đây. Dạ. Em của anh. Anh che mất mặt của em rồi anh Hải à, anh ngồi đi. Đúng rồi, đây. Che em mất mặt người đẹp rồi đấy. Các fan ấy phải bảo là anh không cho em lên hình đấy. Fan khó lắm mọi người ạ. Nói chung là mọi người hết sức thông cảm vì là khán giả kênh Soba TV là toàn những cô chú với cả anh chị ấy. Là rất là khó tính. Đấy, nên là anh em nào mà chỉ cần lệch sóng phát là bị gọi là nhắc nhở nhẹ ngay. Đưa đây anh Minh đi anh. Không đây cái bát kia. Đây còn thiếu cái bát của Lily Chen nữa. Nhưng mà đây. Được cái là anh em bọn em cũng hơi nhạy cảm cho nên là cứ rầy đến đâu là sửa đến đấy. Đúng rồi. Nên là mọi người cứ yêu thương bọn em thì bọn em mới cố gắng tích cực nhiều cái hay hơn nữa để cho mọi người xem giải trí. Chồng chấm chung đúng không? Nhưng mà Lily Chen à. Dạ. Kể cả trong xã hội cũng như trong các khán giả có người yêu mình có người ghét mình mà cứ được khoảng độ 90% là rồi là mong muốn của mình là như thế thôi em ạ. Nhưng mà thôi bây giờ nói gì thì nói nhưng mà 9-10 thì nó tới 11 ý là thì anh em mình cứ hoan hỷ và tất cả mọi người hoan hỷ rồi mọi người mời mọi người sơi trước đi. Bình thường là mình sẽ xử lý cái con này trước nhưng mà bây giờ sẽ xử lý cái lòng của nó đi vì đây anh em nhìn cái lòng của cái lợn cam nách nó rất là nhỏ này, thấy không? Đấy. Anh ơi, chín đi anh. Em gái, bên này có nhá. Em mời cả nhà ăn cơm. Có ai mời cả nhà đi. Mời anh chị nhá. Hôm qua vừa xin phép bố mẹ đi Lichen rồi. Bảo là cho phép gọi anh chị cho nó trẻ. Anh chị cho nó trẻ. Đúng không? Ừ. Đấy. Còn bố mẹ nuôi Lichen thì... chứ không, mà tí các anh em lại bảo mình láo là không được đâu nhá. Tất cả mọi cái là cứ gọi. Ôi Hải chưa có à? Anh chưa có thì là anh vẫn đấy nhưng mà sao anh không chấm chung? Xin lỗi. Anh chéo không có mình tự lấy Hải là cái bát của anh em ấy là có hàm chéo nhiều lên nó mới thơm ngon cho nên anh phải ăn nó dày hơn tí. Rồi nhất trí tuyệt vời.
Đấy. Anh Hải anh hay lắm anh ạ. Ừ. Ăn đấy. Ngon mặc đẹp đấy. Sau khi mà lên video, rất nhiều anh em muốn thưởng thức cái món lợn quay này. Nhưng mà nếu mà lợn quay ở đây các bạn muốn cả con như này cho nó nóng hổi ngon thì các bạn phải điện đặt trước. Số điện thoại hotline là 056 345 6789 nhá. Đoàn đi mà tầm 8 đến 10 người gọi một con lợn 10 12 kg như này là nhộng thoải mái đẹp trai. Được này là được. Dạ. Không đặt trước khoảng 3 tiếng. Vâng. Em đọc cái số điện thoại đó từ từ tí được không? 056 345 6789 là 019 Hoàng Văn Thụ. Vâng. Bây giờ ở đây là có bán bia Camel này, Chita này, đấy. Không phải lèng. Không phải lèng này. Nhưng ừ. Anh cho anh Hải có ý kiến. Dạ. Thay mặt cho tập đoàn Camel. Dạ. Từ thứ hai cho đến thứ năm. Dạ. Tất cả khách hàng đến với nhà hàng Sapa TV này được miễn phí bia và đồ uống. Wow. Bia. Bia Camel, bia Camel. Chita và đồ uống. À. Nước ngọt. Thế nhỉ? Đó là. Anh đây là nhưng mà nói ra là mai không nói lại ở đâu ấy nói chuẩn luôn nhưng chỉ có từ thứ hai cho đến thứ năm thôi à tức là trong 3 ngày đó khách hàng 2, 3, 4, 5 là 4 ngày 2, 3, 4, 5 mà anh đang là trải nghiệm trong tháng 4 này đúng không tức chuẩn bị đầu tháng 4 à trước mắt là 3 tháng à 3 tháng nhá uy tín đấy tư tưởng là quyết định lại Hải nhá Hải ơi rồi. Cho anh Hải quyết định là nói thế này là nói chuẩn xác phát ngôn của tập đoàn rồi tức là từ thứ hai cho đến thứ năm rồi. Tất cả khách hàng đến 019 Hoàng Văn Thụ 442 Đường Thạch Sơn hai nhà hàng của Hải thì sẽ tập đoàn sẽ cùng với Hải miễn phí rồi. Bia và nước ngọt rồi. Nước lọc rồi nhưng mà chỉ trong 3 ngày thôi còn đâu 4 ngày 4 ngày một tuần còn đâu thứ sáu thứ bảy chủ nhật là tự trả tiền rồi nhất trí thay mặt khán giả kênh Sapa TV thay mặt thực khách đến với nhà hàng dân tộc quán Sapa cũng như Sapa TV là cảm ơn anh Hải rất là nhiều rồi thế thì anh cũng nói tại sao anh Hải áp dụng như vậy bởi vì dưới đến với trung tâm tiệc cưới Violet tại số 9 đường Tuệ Tĩnh thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc tất cả các đám cưới sẽ được miễn phí bia và nước ngọt. Rồi, thì bây tí. Giờ rồi. Mai anh chuyển cho em mấy công lên nhé. Ok em. Cứ dần dần, cứ từ từ. À, chiến đi em gái. Em chiến đi em gái, không tự nhiên nhé. Không việc cứ hai anh mà cứ đứng lên là em cứ né ra đằng sau thôi. Còn cách nào khác thế? Tại vì hai cái tay nó cứ đang vào đây. Em bảo là hai ông là ngồi im. Ngồi im, cấm động đậy. Được rồi, để anh dán băng dính vào mồm nào. Không nhưng mà chương trình cứ mãi hấp dẫn hơn em trên. À, nhưng mà em không ngờ là anh Hải lại cho quyết định à? Cái một cái quyết định gọi là uy tín như thế. À. Ngày trong 3 tháng đúng không? Trong 3 tháng nhá. À. Báo là tôi đã phát ngôn lại một lần nữa cho chính xác và lét căng từ thứ hai đến thứ năm tất cả các quý khách đến với 019 Hoàng Văn Thụ và 442 Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ. Sẽ được miễn phí bia và nước ngọt. Rồi, nước lọc. Nước lọc. Rồi. Ok chưa ạ? Uy tín. Thứ hai, thứ sáu. Thế ra là bây giờ là thứ hai, thứ năm. Cứ choáng luôn định, hả? Không định ăn gian thêm thứ nữa nhưng mà tỉnh non lắm. Được. Thôi, em cảm ơn anh em mình, cảm ơn anh em bên tập đoàn Camel cả. Rồi, thank you. Tập đoàn Camel. Cảm ơn anh chị nhé. Sợp luôn ạ. Sợp không? Sợp quá. Cả nhà hãy đến Sapa TV nhé. Nóng đồ ăn ngon mà có bia ngon nữa mà đây cũng vui nữa. Rồi thôi hôm nay mình ra đòn đây nhỉ. Đây mời anh em nha. Anh vỗ đít nó đi. Đấy. Anh em thấy không? Em lại thích anh vỗ đít con heo này cơ. À. Đấy. Đấy bắt đầu đây. Ôi giời ơi bốc mùi. Bốc mùi hay quá. Hôm nay con dao nó sắc em ạ. Này dao uy tín. Hôm qua cho mấy ông mày dao là. Hôm nay nó giòn hơn hôm qua. Dạ. Này nó giòn hơn. Vâng. Càng ngày càng ngon hơn. Vâng, với lại là cái quả đao pháp của em càng ngày nó càng thượng thừa. Vâng, tay người. Đấy, anh em thấy không? Đây là ba chỉ. À bây giờ là nguyện vọng của anh em muốn chơi phần nào đây? Hả? Tóm lại là em ơi, cái trên cái con lợn này chỗ nào nó cũng ngon em ạ. Đấy, đây. Hả? Ưu tiên anh Hải đi. Okay. Anh Hải Camel.
À tức là vừa truyền cho cái từ thứ hai đến thứ năm là cho nhà trước. Bố trí ngay nhưng mà chỉ nha. Đấy. Tự nhiên thấy lại đẹp trai hẳn luôn anh. Hôm nay là em Lily Chen. Nhưng mà Lily Chen dám cầm cái này chưa không? Không. Không à? Cho em rồi. Rồi. Được rồi. Không. Bây giờ, bây giờ anh cho em cái đùi đi là được rồi. Cho cái đùi nhá. Rồi. Thôi ông Minh Nga Quý đi. Chơi đàng hoàng. Bảo là lên nhà anh chơi lợn mà đấy, thích luôn. Luôn đi. Đâu ra đòn một miếng luôn thử xem nào. Xem là có giòn giòn sạch không? Có giòn không? Giòn đấy. Minh là đi bản nhiều. Không nhưng mà chất lượng lợn nó ngon. Vâng. Ok không? Đầu nguồn vào thử của bản ngon. Anh em ơi, đây. Mọi người nhìn này. Ngon không? Đây, đây là, hả? Không phải nhỏ. Nhỏ là chuyện gì nữa? Cắt ra, lấy kéo. Để như này nó mới ăn nó mới hết được. Vợ chồng em mà đi đâu mà còn ngon lắm, cái này nó còn giòn ngon lắm. Cầm tay đi chị ơi, anh chị. Rồi. Anh thấy cái gì em gái mình thôi nhỏ nhỏ thôi để mà nó còn lấy chồng các bạn ạ. Chứ mình cứ dí nó miếng to mai ế ỏng eo, bỏ cái đi bát ra. Cầm như này khịch luôn. Dạ em cảm ơn. Thử miếng cái nào, chấm chấm chéo. Đây. Sẽ nó ngọt không? Đây nó đây không ông đây này. Không anh yên tâm, đây ngủ nghề rồi. Xin mời cả nhà nha. Úi trời ơi. Đâu? Ui nó cứ ngập mồm nha. Đấy, ngập mồm. Đây em ăn miếng da nha cả nhà. À. Chấm đây. Sâu vào chấm chéo nha, béo ngậy luôn. Ngon quá. Ngon không? Nó vẫn ngon như lần trước nha. Ngon hơn chứ. Anh Trung là đây nhỏ miếng xinh xắn đấy chưa? Yêu đấy. Nhất nhà nhá. Miếng đấy. Đây, đây chủ tịch là cũng ba chỉ luôn. Ngon quá, giòn quá. Ngon không? Ngon quá người. Cầm này lên em. Cháu có ốc lợn này này. Đây chị ơi, làm cái đùi. Cầm chén này lên luôn anh. Đỏ đó. Cả nhà ơi, mình phải cầm luôn cả cái chén chậm chéo lên như vậy ăn mới đã nha mọi người. Đây. Đây, em là tí nữa phải chơi cái da này. Lợn quay này nó ngon nhất cái bộ bộ da. Thôi mình có khi chơi luôn cái này đi. Dạ. Anh Hải biết em thích ăn da. Ui nóng thế nhở. Khói còn lên nghi ngút luôn ấy. Cả nhà có ăn thịt heo. Thế nhưng mà cứ phục vụ mãi thì bây giờ em đâu nhỉ? Em khập đi. Đấy em khập cái này đây. Đang quá. Rồi mời các bác nha. Ui ui ui. Heo quay mà còn nóng thế này là chỉ có Saba TV thôi. Đấy, chấm chấm chéo này, đó. Bốc khói rồi. Vừa quay vừa nhỉ. Ngon lắm luôn em. Quay được. Thơm nhỉ. Đúng rồi. Đúng không? Quay cho quay. Anh cũng có lần quay nhưng mà tức là cái nguồn gốc thực phẩm của em là nó đã chuẩn đã. Dạ. Tức là cái nguồn gốc thực phẩm đã. Dạ. Xong đó rồi thì mới đến cái kỹ thuật. Thôi nhưng mà riêng đầu bếp của anh là phải cho lên đây luyện công. Nha. Ok. Đầu bếp của anh Hải là xịn. Đầu bếp của em về của anh là luyện công cái món gà. Chân gà. Chân gà. Gà muối. Gà chiên mắm miền Tây. Chiên mắm. Đúng không? Anh em nào có ở Vĩnh Phúc nhá. Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc thành phố. Vĩnh Yên tỉnh. Vĩnh Yên thành phố. À Vĩnh Yên thành phố, Vĩnh Phúc tỉnh. À. Vĩnh Yên thành phố Liên Bảo phường. À. Việt Nam Quốc còn là trước rồi. Anh ấy cứ đi cùng ấy. Hải nó vẫn cứ đến nhà hàng trung tâm tiệc cưới Violet, quán bia là gì nhỉ? Suối bia. Suối bia. Thử thức cái món gọi là chân món là gà rang muối đấy cực kỳ ngon luôn. Gà, mình đi rất nhiều. Mắm. À gà chiên mắm nhầm. Vô. Và cũng nhắc lại đấy vẫn cứ theo cái chương trình của tập đoàn. Vô. Anh ơi, anh Trung mình đã đến với trung tâm tiệc cưới thì là nào. Violet đó là được sẽ được miễn phí bia và nước ngọt. Thôi uống cái gì em? À, bia rất là tốt. À, uống đá rồi, được không? Bia camel ngon không em? Ngon. Nhưng đọc đọc nó là... Mãi đi! Cho anh mê em luôn. Đấy. Mãi đỉnh. Số 3 luôn rồi. Số 3 TV, mãi đỉnh. Chị Tuyên xinh đẹp gái, mãi đỉnh. Cứ chuyện đi. Nói chung là tình cảm của anh chị em là cứ gặp nhau là vui các bác ạ. Nên là có... Anh thử review quả đùi như thế nào? Đấy.
nhiều bác hôm qua hợp luôn chiến lên nó làm miếng nào ăn ngon miệng nào vào trong Tây Ninh là anh em là cứ hẹn nhau ra đây bảo là ra đây là phải hợp cho nó ngấp mồm nhá. Có béo không, có ngậy không? Ừ. Chị dùng đi. Dạ toàn là thật. Ngon quá rồi. Thịt không dai nha, mềm vừa ăn vừa chín tới. Thơm lắm. Em Hải ơi. Dạ. Cái như bánh ngon sẽ đôi xanh hay chung đặc. Đây là một cái sườn bánh. Bánh ngon cái gì? Bánh ngon sẻ đôi, à. Sách hay trung đọc. Sách hay trung đọc, sách hay trung đọc là cùng nhau đọc sách đấy. Rồi, mời Tráng Sĩ ra đoàn trước đi. Cái. Dạ. Vô. Hai ông này phải ngồi gần nhau đúng không các bạn? À. Đúng không? Mình giống như là mình đang chia. Nhưng mà hôm mà mình đi Dubai, ai cũng bảo Hải với cả hai là một cặp. Nhưng mà thực sự các bạn là mình vẫn kiểu... chưa nói hai người một cặp một bọn tây bọn người bên đấy nó mở khoác vai nhau là đấy đúng không vừa miếng nha vừa miếng là giòn thế nhở ngon hơn bên này đúng không nhưng mà tất cả các loại thịt mà dính ở xương là ngon nhất nha theo anh là như thế em cứ thấy là bên trong cơm đặc biệt mà bên trong ra ngoài cái chỗ nào cũng ngon cảm ơn anh mẫu ở chỗ đó sẽ không anh em mình ăn uống cái này thì cô hơi khó lấy chồng một chút nhưng nó ngon miệng nhá dạ ừ còn mình sao anh ạ khó là đúng mà cô em vừa xấu mà vừa ăn nhiều thế này thì nhậu nhiều nữa thì thôi mình cũng chấp nhận chấp nhận thế nào chấp nhận không lâu đi ạ được cái nọ mất cái kia đúng không mình tặng cái thôi em ơi của em nha em cảm ơn anh. Thế nhưng mà hậu ơi, hậu review phát quả mà ba chỉ cái trước khi làm mắt cương nghe thì cẩn thận thật đấy. Búp miếng ba chỉ đi. Làm miếng ngập mồm thế nào? Làm cương cà pháo trước rồi bác giả. À, này chơi kiểu gọi là phòng thủ, nhá. Khôn thế thì. Em Minh thì là cũng làm rất nhiều những cái chương trình thiện nguyện mà toàn là bỏ tiền túi thôi anh em nhá. Đấy là anh em nào vào comment thì nhớ ủng hộ và like, share, subscribe cho kênh Minh AQ. Đấy. Sắp tới là Minh với cả Hải là sẽ có một số series đấy đang kết nối mà sẽ đi làm thiện nguyện là xuyên quốc gia anh ạ. Anh em đang tổ chức sắp xếp đi châu Phi. Đấy. Em đi với. Angola đấy. Đi sang gặp Quang Linh đấy. Đi. Anh em nào mà yêu quý ủng hộ Hải để giao lưu cả Quang Linh thì cứ comment nhá. Để anh em mình sắp xếp qua. Đấy. Tiền là tiền túi anh em mình bỏ ra thôi chứ không nhận bất kỳ ai cả. Mời anh em. Không bỏ tiền cũng đi được đúng không anh? Ừ. Em đi chịu nhé. Hát cho bà con bên đấy nhé. Đấy, hiểu không? Mấy bà hiểu. Hát cho bên 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 châu Phi hiểu em hát không ta? Hiểu chứ. Chắc người ta cứ chi pô ấy. Tối hôm qua là ai cũng ngây ngất với cả giọng hát của Lily Chen các bạn ạ. Hát quá hay. Lily Chen thì chuyên hát nhạc mà Puerto. Puero thì không thể up lên mạng được bởi vì là nó liên quan đến vấn đề bản quyền ấy. Đấy. Nhưng mà phải nói là giọng hát ok không đại ca? Tuyệt vời đúng không? Anh Hải. Nào mời về Vĩnh Phúc tỉnh để Vĩnh Yên thành phố đi. Nhá. Hay đấy. Dạ. Yeah. Có được rồi nhưng mà không nào em mà vợ chồng anh Hải với chị Năm tổ chức cái sự kiện mà bao nhiêu năm ngày cưới ấy. Thế nhờ em chen ra là dẫn vừa dẫn chương trình và vừa hát luôn. Em nhận show sỉ. Em này là MC luôn mà. Thế à. Em nhận show sỉ lẻ. Hay rồi. Hay quá rồi. Dạ. Anh đi. Hai chị khuỵch đi. Cô này từ nhận lời hát hay được rồi. Vâng, cô này hát hay là có dẫn chương trình. Rem. Dẫn bao nhiêu các chương trình là truyền hình. Cho anh em luôn. Cho anh em luôn. Nhưng mà hôm nay hai anh em lên là có phải cõng nhau hay như nào? Không, tức là dìu nhau. Dắt tay nhau lên. Không, bây giờ em nói nghe là cái hệ thống mà đi lại nó đã an toàn lắm rồi. Anh em mình cứ lên đây lên đỉnh là chơi thôi. Lên đỉnh xong rồi quay về Sapa TV ăn là rất là hợp lý luôn. Một chuyến du lịch là phải nói là trọn vẹn. Ăn ngon. Và theo anh nghĩ này. Tất cả các khách hàng mà đến với Sapa TV mà muốn lên đỉnh Phan Xi Păng ấy thì sẽ liên hệ với nhà hàng trước, nhà hàng đặt vé đặt chỗ đặt các thứ trước cho khách sạn mà, các thứ không kể cả khách sạn thì là tùy theo. Nhưng mà đặt những cái vé để đi như mày
đi là rất là thuận lợi và thuận hòa. Nhanh. Vé được, có cả vé online. Vé online rồi vé tất cả một cái hải ạ. Dạ. Thì để cho động viên và giúp đỡ khách hàng. Dạ. Không nhiều mà bên em mà cũng hỗ trợ nhiều. Không hỗ trợ cho người ta thì người ta sẽ có những cái người ta tư vấn đi chợ phiên các thứ cho các bác. Ủa, ngon thế, đùa, hài luôn. Mình không phải nói gì nhưng mà anh em mà lên đây mà không thưởng thức cái món lợn quay ở nhà Saba TV thực sự là hơi bị thiếu sót anh em nha. Ở đây nhiều món ngon lắm anh ạ. Thắng cố này, rậu rực gì đây. Thành công rậu rực. Đây là ngon một phần đấy. Còn tí nữa cái gà, cái con đen đen gà. Gà đen gà. Ngon gà. Không, cái này thì em khỏi bàn rồi. Saba thì nó là đặc sản rồi. Nhưng mà riêng Saba TV thì ăn đúng cái đoạn phải ăn những cái món là sở trường. Vơ đét đấy. Thần công rậu rực rồi heo quay này. Món ngựa đợt trước chị đại em nữa. À. Món với cá. Này cho anh em luôn. Vô. Chị ta vô. Đúng rồi. Ngon quá. Không bảo tên gì nhỉ. Đi cho anh đi ăn cái quán nào. Bà tơ thì hay gì nhỉ. Ngon nhỉ, nhớ ngon. Đợt đấy anh em mình ăn quá nhiều luôn ấy. Cái đấy là nguyên để bò nha. Nguyên nguyên cái bê bò to. Bê bò. Wow. Ngon lắm anh ạ. Đây như là dạng bò. Bò tơ, bò tơ tê linh. À, sắp tới thì Hải sẽ có những chương trình đi một hay đi xuyên Đông Á cùng Phạm Dũng tham diễm với cả anh em ai đi thì đăng ký. Thứ hai là mình sẽ đi Mông Cổ anh em nhá. Đấy, Nội Mông. Thì để hỏi xem bạn Tú sắp xếp như nào. Thứ ba là sẽ cùng em Minh A Quy là đi châu Phi. Đấy. Đi bộ. Đi bộ không nhá? Hả? Thế em... đi bộ. À. Nhưng mà thôi, kế hoạch thì chắc là em có cơ chứ nhiều. Nhưng anh nói cũng là chắc chắn luôn. Anh sẽ đón em đi khi nào về đến Malaysia. Anh sẽ đón em ở bên Malaysia. Nạ. Anh sẽ bay thẳng từ Malaysia. Xong rồi sang Singapore. Xong anh em mình sang Singapore. Một Nạ. Vài buổi. Gọi là anh em mình cũng bởi vì là bên Singapore là những tiềm năng. Vâng. Rồi. Và cái Malaysia là tiềm năng về cái nước ngọt và bia. Và sau đấy gặp đối tác bia. Đấy, đây là nguồn của chị ta đây. Văn phòng. Văn phòng của ông Hải bên đấy. Cho nên là về cái văn phòng đấy một vài hôm em ạ. Rồi, nhất trí. Nào, anh em làm tí cạch đi đi. Đấy, thì đến đây nhá, là có canh xương này. Rồi, nấu khoai tây các kiểu đầy đủ hết đấy. Ok em. À, xong phi cái đi. Hai anh chị là hôm nay sao chén rất là nào. Đấy lên đỉnh phải buồn luôn à. Nhưng mà anh có đưa chị lên tận đỉnh không? Lên tận đỉnh luôn. Nhưng mà sao mặt hôm nay không được vui thế? Chưa vui, chưa vui. À, chưa vui. Từ từ vui. À, vui. Nó có hai kiểu lên đỉnh anh em nha. Một là lên đỉnh là vui vẻ và hai là lên đỉnh là mặt rất buồn, có nghĩa là lên đỉnh chưa hết tiền, người ta bảo cái gì đấy? Phan Xi Păng. À. Thôi thế là cứ cái gì đỉnh là hết chứ còn không cần biết. Em nói hết rồi. À? À, anh Hải. Ơi anh đây. Phải không? Chị ta là gì? Khích đi. Chiến này bùm bùm đi anh. Ăn tiếp hôm nay bằng không? Đưa đây. Nhiều bác cứ hỏi là em Tuyên ơi hôm qua đọc comment đấy là sao em lại uống cả hai loại, vì là xin thưa các bác là vợ chồng em là phân phối luôn cả hai loại nhé. Đúng rồi. Đấy. Cả Camel, cả Chita, thực ra là tất cả là thuộc tập đoàn Camel hết các bạn ạ. Doanh thu thì vẫn thuộc về tập đoàn Camel, nên uống bia gì nó cũng thế thôi. Sau này có cả bia không độ nữa. Đưa anh con gà đi, Minh A Quy. Nhưng Minh A Quy có vẻ như chiến hơi gọi là yếu nhé. Này. Em làm bên đấy. Nhưng mà anh thì biết làm không? Không, anh là thợ to rồi. Ừ, không được. Đấy, nó định sống. Mình không. Chưa có gì. Này, em gái này. Cầm tay luôn. Cho anh con nữa em ơi. Đây. Đây phải cầm nguyên cái đùi như vậy đấy. Cả nhà. Review chấm chấm xéo. Nước ở bên trong con gà nó vẫn còn như thế này thì luộc nó không bị khô gà. Thật ra cả nhà luộc gà. Đây cho em gái một tí nước. Em bị thiếu nước đúng không anh? Đúng rồi, nhìn đấy. Đây. Cứ nói từ hôm đấy. Là không thấy tiết lộ cái khuấy cho đều luộc. Lên cái chậm không. Thực ra là cái bí quyết luộc gà để mà cho gà nó ngon ấy thì bên Soba TV có làm video up lên kênh TikTok
đấy, nhà hàng Sapa TV rồi. Ừ. Nên là anh em nào mà chưa mà xem. Như là vẫn giấu đi vừa ăn ấy. Không có gì đâu. Em ra anh. Nói chung là khi mà nguyên liệu ấy nó đã ngon rồi. Đây còn nữa. Đây đây em ơi. Đây là của anh xé cho em đây rồi. Này. Thế là ngày xưa ở này. Đừng có nói là cái gì. Hai thằng một con. Không được. À không. Được rồi, hai anh em mình mỗi người một đôi là được. Không chứ. Nhưng mà hai thằng một con là không được. Hai thằng một con. Được rồi. Tức là ngày xưa một con gà. Rồi rồi rồi. Tức là ngày xưa. Cẩn thận đúng rồi, bắn vào mặt em đó. Ở cái lòng gà ấy. Thì là người ta bảo rằng là cứ hai thằng một con. Một con gà nha chứ. Rồi. Không ăn con gà cũng không đúng. Còn để gà đen mới đúng. Gà nào cũng không hết. Không ăn gà như kia cũng khó hiểu lắm. Mời anh em nhé. Đúng không? Gà đen, gà đen. Gà đen. Gà đen thơm mông. Gà đen. Mình không hiểu các em nói gì luôn. Nó có gà móng đỏ đấy. Gà móng đỏ là gì? Con gà này nó muốn nó mềm nó thì chén như này dễ ăn hơn. Ừ. Thật ra cũng cái. Ừ. Không, cắn đứt mà thịt này mềm lắm. Dạ. Mình chịu có cắn nó cũng đứt thôi. Như anh em bảo sao mấy ngày hôm nay là Hải làm cứ làm video về ở hai nhà hàng, bởi vì là các bạn thông cảm chút là mình cũng đi quay thường xuyên ấy, ít có dịp về đây. Mỗi lần về là phải tranh thủ quay chia sẻ với các bạn để biết rồi nữa. Nhà hàng mình vẫn đang hoạt động bình thường và có rất nhiều những món ngon. Nhưng mà thật ra thì vẫn phải mời anh Hải và anh Trung ăn những món ngon của nhà hàng chứ. Ừ. Đâu, ăn 4 ngày nay vẫn cứ thấy ngon mà. Mỗi ngày một món cả nhà. Ăn hoài không hết món. Mấy hôm nay là ăn liên tục món ngon ở đây. Mà ra còn được đến nhà anh Hải ăn được cơ. Ừ. Trong mặt ra anh Hải ấy, ảnh rất là nhiệt tình, rất là dễ thương ấy. Tiếp đón anh em rất là chu đáo nha. Nói chung là mình thích lên trên. Mình không có cái gì ngoài tình cảm anh em ạ. Đấy, anh em đến đây kể cả các cô chú các anh chị mà đến nhà hàng thưởng thức tình món ngon. Đồ ăn ông không ngon là tôi không đến đâu. Đó. Đồ ăn ngon nên là tình cảm nó cũng hơi sướng tí, mình vẫn ở lại. Đúng rồi. Khổ. Nói chung là nó phải chuẩn, nó phải ngon. Ủa. Thật ra ấy, mọi người cứ hay bị lăng tăng là khi lên Sapa thì là không biết ăn gì và ăn như thế nào. Thôi cứ lên Sapa TV đi, chuẩn. Tất cả những cái món ở trong bán ở hai nhà hàng mình đều có giá ở trong thực đơn, giá niêm yết. Đúng rồi. Nên khi các bạn mở thực đơn ra, các bạn có thể là biết luôn cái giá của nó như thế nào để cho mình có một cái quyết định thưởng thức món gì, giá tiền bao nhiêu, nên không bao giờ sợ là nó mập mà là mờ lấp lòe trong cái vấn đề là nên là chặt chém giá rồi cả là đắt hay thế nọ thế kia. Các bác phải đi ăn và trải nghiệm thực tế. Đồ ăn rất là nhiều nha mọi người, không phải các bác đấy là có rất là nhiều sự lựa chọn. Đấy, rất nhiều nhà hàng, nhưng mà các bác cũng có thể là ăn thử nhà hàng em tuyên một bữa, sau đấy là nếu ăn thấy bữa đầu tiên thấy giá phải chăng hoặc là đồ ăn ngon rồi thì lại quay lại ủng hộ bữa thứ hai. Đấy, sau đó là cũng có thể là ăn một bất kỳ một nhà hàng khác anh có nhận đâu, xong rồi trải nghiệm xem là giá có phải là đét, có phải là rẻ hơn không đấy. Thì mình đánh giá được đấy là chuẩn nhất. Không, bây giờ em nói ông về mình mới tư vấn bạn bè người thân đi Sapa ăn ở đâu, ăn gì là ngon đỉnh. Em bây giờ em nói tâm lý em là người khách hàng nhá. Khi em lên Sapa, mọi người nhìn vào giá mọi người nói chắc là không sao mà cao thế so với mặt bằng chung ở trên phố, nhưng mà thật sự mọi người một món ăn rất nhiều, mình có thể ăn 4-5 người món ăn no luôn đấy. Thật sự ở đây nếu mà tầm giá như thế thì không đắt đâu. Nhưng mà cứ khoảng 10 người, 12 người đến 15 người một chú heo quay này. Vâng, no luôn đấy. Đúng rồi, quá ok luôn. Vừa ngon vừa rẻ luôn ấy. Thật và ra nếu như mà hôm nay Hải đúng là tiếp khách đấy. Dạ. Cho nên là một con heo quay này rồi lại còn mũi mất nhiều gà quá. Không. Nhà mình còn có cơm đầy đủ hết đấy. Đúng rồi. Đấy. Cơm canh cua, cà pháo rồi đủ hết, nên là anh em đến đây tối qua ăn cái món cá kho ngon. Cá kho ngon không anh? Ăn gần hết hai liệu. À thế à? Mình anh hết cứ âm thầm à. Anh Trung là cứ âm thầm mà chiến đấu thôi. Em cũng hết ba bát cơm với mắm tép ấy. Thành cứ thấy ngon thì mình không báo với anh. Ngon. Cái gì mà tự ăn đấy không? Sợ ăn hết không còn nữa. Ăn hết lại bảo em lại mang lên. Không, em đi lăn quanh trước khi em gặp anh Hải là em cũng đi lăn quanh nhà hàng đây khá nhiều. Không phải nhầm hàng mình khen chứ nó ngon. Nhà hàng mình nấu ngon thật. Thank you, cảm ơn em.
Nào hai vợ chồng. Dạ. Chúc khỏe nhá. Mình ngà quy được rồi, nạt quy đi. Nhiều bác lên cũng trải nghiệm gà đen rồi, nhưng mà quay về vẫn nhà gà là chắc quá luôn. Đấy là sự đánh giá thực tế của rất là nhiều khách hàng. Bảo sao mà em đến đây lần nào đông khách kết hợp với đông nghẹt. Nhưng mà phục vụ rất là nhanh nha mọi người, không bị ứ động mà không bị lâu chờ món lâu luôn nhé. Phục vụ các em phục vụ rất là tốt, sạch sẽ. Nhà mình 60 nhân viên mà. Quan điểm các bác đến Sapa thì đặt bàn thì các bác đến phát thì là đồ ăn của nhà hàng mang lên. Bà chị à? Cứ cho anh em luôn. Bác chị kia cứ gặp chỉ có bia chứ nhìn đâu anh. Cười. Nhưng mà hôm nay là bữa thứ ba rồi nên là hôm nay là ngồi bắt đầu ngồi thở rồi. Hôm qua là dạng say nguội đúng không? Không, cũng không đến nỗi ngủ. Yeah. Mà cứ từ từ, tại vì cuộc vui của mình từ đến chiều rồi mà. Đúng rồi, mình uống từ giờ đến tối mà. Anh Hải thì không, anh đã nói ý kiến từ đầu rồi. Tức là mai nhà hàng mình ở dưới trung tâm tiệc cưới nó có 1.000 khách. Dạ. Hôm nay cũng 800. Dạ. Tức là từ giờ đến mai là 1.800. Dạ. Thì là cực kỳ vất vả. Dạ. Rồi anh về anh cũng hỗ trợ cho vợ con, chỉ đạo nhân viên nó làm tí. Dạ vâng. Chị Nam là hôm nay hơi yếu rồi. Đấy, người đàn ông của gia đình đấy, tuyệt vời lắm cơ. Giận lắm, bà làm nghe cái câu này lắm. Mẹ chị ở nhà chị đang khóc đến nơi. Chạy bầm. Nhiều khi anh em về đây bảo là vừa thấy ông Hải đây phát đã thấy tót dưới bếp rồi. Vì là cái nghề phục vụ của anh em mình nó thế các bạn ạ. Nhiều khi là thấy anh em nhân viên mà làm là kiểu nó cứ... Không, mình có mình cũng là Hải ạ. Anh em mình lướt lơ thôi chứ anh em mình có không phải sợ bưng bê hoặc cái gì không cả. Em bây giờ bưng bê bưng bụng đấy. Lướt lơ đã là coi như là để động viên bà con. Mình là chén bùm 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 luôn đấy. Đây là rau này là rau mầm đá anh em. Dạ. Mầm đá sao ạ? Rất là ngon. Ở đây đặc sản là có cả rau nữa chứ không phải là thịt không nhá. Sapa. Rau ở bên là đắt này. Thịt thì lại rẻ. Thế hả? Đó. Không vừa em nhưng mà thực tế những cái ngồng cải của Sapa này thì ở vùng dưới không có em ạ. Dạ. Anh nói thật sự nó ăn bao giờ nó cũng giòn mà bao giờ nó ấy. Nó ngọt anh nhỉ? Mình đâu rồi, giao lưu bùm bùm với cả anh em đấy. Đó. Ủa Minh Hải có mèo cái hôm nào về Vĩnh Phúc. Anh nói với em một điều thế này này. Dạ. Ăn uống cứ vui cứ vẻ cứ cười. Câu này bao giờ thì nếu mà 25 ngày cưới thì trước ở video led cho nó quái đời nha. Để anh em mà đi cho nha. Khán giả có chửi thì bảo cho xin lỗi. Xong nói sai mà vẫn nói lại, nhưng mà có gì tuyên ngôn là vẫn phải chắc chắn. Rồi, nhất trí. Nhưng mà cái phát mà tất cả các khách hàng của hai nhà hàng Sapa TV là từ thứ hai, nhắc lại không tí nhớ xem là đấy, từ thứ hai đến thứ năm trong 3 tháng, tháng 1 à không, bây giờ bắt đầu từ tháng 1 là trong Tết rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định là từ tháng 2 từ không, từ cái ngày lên video này à, từ hôm nay rồi, đúng rồi, từ hôm nay đến 3 tháng sau, bắt đầu từ hôm nay đến 3 tháng sau là từ thứ hai cho đến thứ năm là sẽ được miễn phí bia và nước ngọt. Thế tháng 6 là người ta sẽ nhớ. Không, từ hôm nay. Em gọi anh Tài lên chị nhá. Gọi anh Tài lên. Gọi anh Tài lên đây để anh chốt. Chốt với quản lý. Chiến đi em gái. Nào anh chị ơi, em mình xong bia đi anh. Cho anh Minh A Quy cho anh xin bát cơm. Này em ơi, gì mà bức xúc ấy. Hôm cuộc chiến của anh em mình còn từ dần tối mà. Đâu rồi, cậu Tài ra đây nào. Cậu Tài hôm nay để anh anh Hải đang phổ biến này. Em cầm cho anh hai lon bia đây. Đây có lon đây rồi, em cứ cầm luôn ra đây. À. Xong chưa? Em lấy trong tủ lạnh ra, lon đỏ, lon xanh, lon vàng. Các loại lon. Chào anh chị nhé. À. Em đứng gần anh. Cho anh mê em luôn. Anh xin phép Hải. Dạ. Đây là em Tài. Là Hải thì đi vắng suốt thì cũng không có những cái dịp ở nhà nhiều. Dạ. Nhưng mà anh chốt lại
tập đoàn Camel sẽ đồng hành cùng với hai nhà hàng Sapa TV thì là gì? Từ hôm nay em ghi lại lịch cho mày là ngày 22 tháng 3 nhé. Mà thôi, ngày mai là dính thứ bảy chủ nhật rồi. Ngày mai dính thứ bảy, tức là bắt đầu từ bắt đầu là làm sao để triển khai hành trình không? Không, từ mùng 1 tháng, tức là bây giờ mùng 1 tháng 4 nhỉ? Rồi còn chuyển nước lên nữa mà, mùng 1 tháng 4 đi. Thôi từ lúc lên video này. Từ lúc video này, tất cả khách hàng của hai nhà hàng Sapa TV 019 Hoàng Văn Thụ 442 Điện Biên Phủ sẽ được hưởng quyền lợi là gì? Uống bia nước ngọt miễn phí từ thứ hai đến thứ năm, còn từ thứ năm đến chủ nhật thứ sáu chủ nhật là trả tiền, tự trả tiền. Và cái bia này ở đây nếu bán là bao tiền nhỉ? Nếu với nhà hàng tính các loại chi phí là bao tiền nhỉ? Cái camera nó bán là 35.000. 35.000. Tức là từ thứ hai cho đến thứ năm là miễn phí nha. Muốn say thôi. Không. Tức là chúng ta sẽ miễn phí cho khách hàng uống thoải mái. À, nhưng mà có cả bia không cồn nữa nhá. Có cả bia không cồn. Lái xe là uống bia không cồn. Và thoải mái. Từ thứ nhất. Năm đến chủ nhật là một lon bia này là quý khách hàng phải trả 35.000. Rồi, nhất trí. Ok. Cái cho nó xứng đời đi, rồi yêu nhau đi. Thế là uống nguyên ấy à, Camel đúng không? Camel chứ ta. Cả chúng ta phải bán đắt hơn chứ. Chị ta đắt hơn. Không, cả Camel và chúng ta là được uống thoải mái. Chị ta là 45.000. Dạ. Đấy, thế cho nên là chúng ta sẽ chút sức khỏe nhau đi. Em kết thúc thay mặt tất cả những khán giả Nghị với Sapa là tổng chế độ dịch vụ này. Cảm ơn anh Hải. Và áp dụng nhau, chúng ta áp dụng 3 tháng nhé. Áp dụng trước mặt 3 tháng mùa hè. Từ tháng 5 tháng 6. Đấy nè, từ tháng 6. Áp dụng 3 tháng thôi. Cảm ơn anh. Ok, đi hết nhá. Cảm ơn. Wow. Ghế gì không phải khá. Khá gì. Chip được gắn vào tay chưa? Thôi, nè. Đến như là cả gia đình cho mình gặp hỏi lên. Cả mọi cái. Nà. Ví dụ như quý khách hàng đến đây mà chưa kịp cái gì, cái nước ngọt à nước lọc mọi người cũng muốn có thể là để cho người ta. Có nghĩa là mình sẽ tài trợ cả để săn bia với cả nước ngọt lên bàn. Uống là không giới hạn. Uống bao nhiêu cũng được. Được rồi. Ừ. Uống no thôi. Em biết cái từ không giới hạn đụng đến cái gì không? Đúng rồi. Chị ta. Hôm nay mình thôi sau đây thì Hải cũng thay mặt cho tập thể cán bộ, anh em, công nhân viên cũng như là các thực khách khi đến với Sapa TV Dân Tộc Quán là cảm ơn bên phía tập đoàn Camel đã có một cái chương trình vô cùng đặc biệt. Đấy, anh em nhớ nhá. Thì đến đây là các anh em đã được uống miễn phí nước ngọt cũng như là hai sản phẩm bia mà bên Hải đang phân phối, Camel và Chita. Đấy, nước lọc nữa. Còn cảm ơn Lily Chen cũng như là hai anh chị, cảm ơn em Minh A Quy. Giờ thì anh em mình cũng xin phép kết thúc video để mọi người tập trung mà ăn uống. Nhưng mà phải nói là hôm nay mình đang ngây ngất với cả cái chương trình này đấy. Đấy, đang phê nhá. Thôi, anh em mình đứng đi nào. Ok, không giới hạn. Không giới hạn. Uống chị ta là nó không có giới hạn. Uống no luôn. Một, hai, ba, dơ. Nhưng mà chỉ là uống ở đây thôi nhé, không được mang về đâu nhá. Không, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác đấy. Cái đồ ngon vẫn mang về. Không, mang về thì lại chả đẹp. Mua, mang về thì mua thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp của anh em mình nhá. Bye bye. Bye bye.
bà đi vào quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.